Hiểu về 12 vòng nhân duyên trong Đạo Phật. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh hữu, hữu sanh thủ, thủ sanh ưu bi sầu khổ, ưu bi sầu khổ sanh bệnh tử và sanh vô minh. Nhân là đưa đến kết quả, gọi là năng sanh. Duyên là giúp nhân thành quả, gọi là sở sanh. 12 nhân duyên, hay còn gọi là 12 hữu chi, có cành nhánh. 12 trùng thành, gặp nhân duyên tạo thành. 12 kinh cước, chỉ móc nối với nhau. 12 liên hoàn, liên đới và trở lại. Tùy khả năng, đoạn một khoen là cả vòng 12 khoen đều tan rã. Sao mai vừa mọc, ngày mùng 8 tháng 12, Bồ Tát Cồ Đàm chứng ngộ lý duyên khởi, tức 12 nhân duyên này. Từ đó, Ngài dùng ánh sáng duyên khởi làm đuốc soi đường mở cửa Bồ Đề cho thế gian chúng sanh. 12 vòng khoen nhân duyên là 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sanh, 12. Lão tử. Chúng ta hiểu từng nhân duyên như sau. 1. Vô minh, vẽ hình ảnh bà già mù chống gậy đi trong rừng sương. Rừng sương vì xương sống, xương sườn chúng ta đã bỏ từ bao kiếp luân hồi. Mù là không sáng, ấy niệm quên lửng chân không diệu tánh. Rừng là cũ kỹ, rậm rạp là nhiều. Con đường toàn xương chúng ta đã đi từ vô thủy. Chúng ta đã biết chán chưa? Chúng ta còn đam đắm trước mắt chuyện con rắn, heo, gà trước mắt, còn tham lam, giận hờn cả ngày. Đâu có thời gian nhận được mình là bà già mù đi trong rừng sương. Quán duyên khởi, thấy mối tương quan của vạn pháp, huyễn sanh, huyễn diệt. Người có trí biết thương kẻ đồng nghiệp, tha thứ khoan dung những mê dại, một lòng từ bi hỷ xả để độ tha. Vô minh là khởi niệm khiến quên mất chân tánh và mất sự sáng suốt của trí tuệ. Do vô minh nên mới tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác để tiếp nối vòng luân hồi sanh tử. Là hành, cho nên vô minh là hoặc nhân, duyên lành, là nghiệp quả. Thập triền, phận phú, hôn trần, thủy miên, hủy du, trạo cử, vô tàm, vô quý, khang và tặc đố. Triền là dây trói buộc chúng sanh, khiến chúng ta không ra khỏi sanh tử, được mà bị ràng buộc hoài, không thoát khỏi được sợi dây ái nhiễm, dục nhiễm, mà được lên bờ giải thoát an lạc. Thập triền này là thức ăn của vô minh. Khi vô minh bị đoạn trừ thì minh khởi. Chúng ta cần phải làm giàu trí óc mình, thay đổi hiểu biết và chuyển hóa mình bằng những kho tàng tri kiến của các bậc cổ đức. Cần mở mang và hoàn thiện tâm hồn bằng những dấu vết bước đi của người xưa. Chìa khóa hạnh phúc là tánh giản dị. Do đây ta có đầu óc rảnh rang để lo sự nghiệp tâm linh, không chăn ba con gà, con rắn, heo nữa. 2. Hành. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, nếu mình nói hay hành động với tâm thanh tịnh hay ô nhiễm, thì an vui hay khổ não sẽ liền với mình như bóng theo hình, hay như bánh xe lăn theo dấu chân con bò. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm ta nói hay hành động, khổ não sẽ theo ta như bánh xe lăn theo bước chân con bò. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh ta nói hay hành động, an vui sẽ theo ta như bóng chẳng rời hình. Như anh thợ gốm
đang nắng chiếc bình. Nắng khéo thì chiếc bình đẹp, gọi là thanh tịnh. Vụng thì bình méo, gọi là ô nhiễm. Hãy nắng cẩn thận, tức là chính thân miệng ý hiện tại đang tô điểm hoặc bóp méo tương lai của chúng ta. Lành thiện thì cuộc đời mai sau sẽ huy hoàng. Mê dại xấu ác thì thảm hại đáng thương đang chờ đợi. Tức hành vi hiện tại đem quả báo mai sau, nên hành duyên thức, nghĩa là những hành vi hiện tại có năng lực tiềm ẩn điều khiển thúc đẩy tâm thức trong chiều sâu để dẫn dắt hữu tình đi đến tương lai. Nghiệp thường xuyên thay đổi theo tâm biến hóa của mình, như người thợ tùy sở thích mà nắng vạn hình thiên kiểu. Nương lời dạy của Đức Phật, biết rõ hành ẩn nhân duyên, duyên sanh vô thường vô ngã, nhờ định lực hành vô hành, đắc vô đắc, có thể dừng bước trên con đường sanh tử vô tận. Kinh Tương Ưng 3, Phẩm Tham Luyến 28, Đức Phật dạy: Và này các tỳ kheo, thế nào là hành? Có sáu tư thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này các tỳ kheo, đây gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập khởi, do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo, tám ngành đưa đến đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đức Phật dạy: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư là tâm suy nghĩ về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu trần gọi là hành. Tư là động lực đưa đến tái sanh, tức là tùy bàn tay khéo vụng mà thành bình đẹp xấu. Ý nghiệp là căn bản sanh tử. Tâm trong sạch là gốc giải thoát. Ý thanh khiết là nền tảng tiến hóa. Ý nghiệp niệm, niệm phan duyên, kích động sáu căn, dung thông khắp cơ thể. Bao nhiêu nghiệp thiện ác, nặng nhẹ đều làm chủ. Ý nghiệp vi tế rất khó khăn, cho chú Mục Đồng trang giữ, chúng ta phải tự điều phục tâm mình như Kinh Pháp Cú dạy. Người dẫn thủy, dẫn nước, kẻ làm cung nắng tên, người thợ mộc uốn ván, bậc chí thiện tự điều. Tâm ta như một dòng sông, sự chuyển động của dòng sông là tổng hợp của tất cả những chuyển động từng giọt nước. Cũng thế, tâm chúng ta là một chuỗi thiện ác, vui buồn, yêu ghét, sự liên tục, xê dịch, đổi dời, triền miên, chuyển động, biến hóa. Này là hành ấm. Rời các niệm tưởng, suy nghĩ không có hành ấm, nên nói hành vô ngã. 3. Thức. Tranh vẽ cảnh, chú khỉ nhảy từ cành này sang cành khác. Cành cũ, tức nghiệp cũ, đã khô cằn, cành mới triểu đầy quả, nghĩa là có thể lành hay độc. Tâm thức thật thể ở khắp pháp giới, nhưng vì vô minh, cứ gặp cảnh là thọ khổ, vui, khởi, yêu, ghét. Không ngờ đã mắc chỗ đầu thai, đem đến danh sách. Thân sau gọi là tái sanh, thân này là hậu quả của năm uẩn cũ. Thần thức theo nghiệp, chịu báo tái sanh để đền ơn hay trả oán, hoặc hưởng phước hoặc chịu tội, gọi là thức duyên chanh sách. Tâm thức là một chuỗi biến đổi duyên sanh, làm sống bào thai và là cái biết của sáu giác quan này. Nếu định nghiệp sắp làm con trai thì thân trung ấm, giấy niệm thương mẹ. Nếu là con gái thì thân trung ấm, giấy niệm thương cha. Nhân lòng yêu làm hạt giống, nạp tưởng điên đảo nên thai để gá vào mẹ, nên nó là hành duyên thức. Cái hành nó chuyển níu qua thức,
Khi thần thức hoan hỷ với lúc cha mẹ đang giao hợp, ba hơi nóng hay điểm này, nghĩa là cha mẹ là trung ấm, cục với nhau như một điểm hồ đặt ở trong tử cung. Thức ấy là tinh thần, tinh cha và huyết mẹ là vật chất. Bây giờ trong bào thai có ba nguyên tố là mạng sống, hơi ấm của ba lửa, nghĩa là cha, mẹ và thần thức, và thức, tánh biết, tánh Phật mà khi cuộc vào thân người thì gọi là thức A-la-gia. Khi đầu thai, thức này đến trước nhất, rồi lần hồi nảy sanh ba thức kia. Thức tâm là danh, gọi là phần vô hình. Phôi thai là sắc, nghĩa là hữu hình, nên bảo thức duyên danh sắc. Thức leo qua danh sắc, lớn lên khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, sinh ra phân biệt sáu thức. Nếm mật ong thì ngon ngọt, ăn cơm không ta thấy vị nhạt nhẽo. Các thực phẩm mỗi thứ một vị, nhưng bài tiết ra cũng chẳng khác nhau. Cái tô với cái tách là lớn, nhưng so với cái chậu lại bé. Tâm phân biệt theo nghiệp mà nhuốm màu vạn vật. Thế giới sáu trần, chính nó tạo ra toàn những bất đồng, đường ngọt, muối mặn, khổ vui, động tĩnh. Chung quy cũng là nhân duyên, sanh nên vô ngã, vô thường, khổ và không. Chỉ cần chúng ta luôn tự chủ và sáng suốt, những cảm giác khởi lên chúng ta ghi nhận, biết rồi để mặc chúng ta đi. Với tánh cách vô thường của chúng, vọng tâm như con khỉ nhảy nhót, ưa thích rồi chán bỏ, rồi lại ưa thích rồi lại chán bỏ. Giác quan tiếp xúc sự vật, yêu và ghét phát sanh. Thế là có anh si mê đứng đấy, nhưng với chánh niệm thì đấy là lúc trí tuệ phát sanh. Bắt buộc phải có mặt ở một nơi mà các giác quan bị quấy rầy. Đừng ngại giác ngộ không có nghĩa là điếc hay mù. Chỉ cần chánh niệm không dính mắc, bản chất là ảo ảnh nên sáu trần tự trôi qua. Điều cần yếu là phải học cách kiểm soát và làm chủ con khỉ. Tám thức phân biệt, tài tình tuyệt diệu. Một, nhãn thức. Tâm vương là chủ tể biến ra thế giới màu sắc, hình tướng. Hai là nhĩ thức, tâm vương biến ra thế giới âm thanh. Ba là tỷ thức, tâm vương biến ra thế giới thơm hôi. Bốn là thiệt thức, tâm vương biến ra thế giới ngọt chua. Năm là thân thức, tâm vương Umbala biến ra thế giới nóng lạnh, trơn và ít. Sáu, hoàng đế thức, tâm vương tài ba, lanh lẹ, quán xuyến và vào các pháp trần, chiếu rọi quá khứ, hiện tại, vị lai và thống lý căn năm quốc gia trên. Năm thức trên tuần nghiệp theo duyên biến ra năm trần cảnh, kiến hoặc chấp năm trần là thật. Ý thức phân biệt xấu đẹp hay dở là tư hoặc, kiến hoặc, tư hoặc là gốc trầm luân. Ai chăm quán vô ngã, vô ngã, vô ngã sở thì ý thức chuyển thành quan sát trí, mở đường cho tạng thức trở về đại viên cảnh trí, thành chánh đẳng, chánh giác. Thật ra nhãn thức không nhìn thấy cảnh bên ngoài đâu. À, thần kinh. Ta đang nhìn sự vật ở thần kinh trong con mắt do ánh sáng mặt trời chiếu vào bông hoa ở ngoài vườn, phản chiếu qua con ngươi vào thị giác thần kinh. B. Bóng ảnh. Tâm liền thấy một bóng ảnh gọi là nhãn thức đã sanh. C. Bóng ảnh theo nghiệp người, cha mẹ, gia đình, nhà trường đã dạy ta, gọi là hoa vạn thọ. Trước kia ta yên chí là ta thấy bông hoa thật ở ngoài vườn, đâu ngờ mình chỉ thấy bóng ảnh ở thần kinh của nghiệp người theo duyên hiện lên, gọi là nhãn thức sanh, rồi lại theo duyên tan đi, gọi là nhãn thức diệt. Bóng ảnh này không phản ảnh trung thành sự thật đâu.
Nó theo duyên ánh sáng mặt trời, giả hiện trong lòng mắt đang tối của loài người. Mắt cua tròn xe lòi ra ngoài hẳn, lãnh tia sáng một cách khác. Bông hoa hiện lên hẳn cũng phải là một hình sắc khác. Các công nghệ sản xuất gương hiện nay minh chứng điều đó. Cảnh vật tuần nghiệp phát hiện, thế cho nên nhãn thức hư vọng vô ngã, và nhãn thức hư vọng thế nào thì năm thức kia cũng vậy. 4. Danh sắc. Phật dạy vẽ một chiếc thuyền đang chở bốn thùng đồ vật: đất, nước, gió và lửa. Vọng thân như con thuyền đang trôi trên dòng sông sanh tử. Danh là tâm, gọi là sắc. Danh là tâm, sắc là đất, nước, gió, lửa. Chính những yêu ghét, mừng giận của chúng ta hàng ngày đưa chúng ta đi đầu thai như khỉ theo nghiệp leo trèo mà có lên hay xuống. Đức Phật gọi là bào thai là danh sách, tâm là danh. Người chèo lái con thuyền tức thức A Lại Da, một khi thân đã thành tựu hoàn mãn rồi, thức này sẽ lần hồi nảy sanh bảy thức kia. Cái nghiệp vọng thân của mình như thuyền đang trôi trên dòng sông sanh tử. Có danh sắc bào thai thì có sáu căn, nên danh sắc duyên lục nhập. Năm lục nhập là sáu căn bào thai hoàn mãn ra khỏi bụng mẹ. Phật dạy vẽ nhà có sáu cửa, vì sáu trần sẽ từ sáu căn đi thẳng vào tâm. Căn nhân trần phát ra cái biết, và trần nhân căn mới có tướng hiện. Từ đó thức phân biệt là đầu mối, chia chẻ nhị biên, khiến ngã tánh sai lầm mọc rễ. Chủ thể nhận thức tâm và đối tượng nhận thức cảnh dựa nhau đồng khởi là do môi giới sáu căn. Kinh Lăng Nghiêm: mười phương Như Lai khác miệng đồng lời xác nhận rằng, đầu nút câu sanh vô minh khiến luân hồi sanh tử, chính là sáu căn. Cho nên y sáu căn mà cởi gỡ thì được tịch thường đạo quả, an vui giải thoát. Tri kiến lập tri tức vô minh bản, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Thế thì sở dĩ bây giờ chúng ta sẽ là chúng sanh, là bậc thánh, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì không khởi niệm, còn mình thì mở tung các căn như căn nhà, mở toang các cửa để thu nạp và lãnh trần cảnh, rồi tính toán khôn dại hơn thua lợi hại. Thế là vô số tham sân si khởi dậy và tạo ra nghiệp sát, đạo, dâm, vọng, vân vân. Do có sáu căn mở toang tiếp cảnh, mở toang tiếp cảnh ngoài nên có xúc chạm. Vì thế lục nhập duyên chuyển, nếu qua xúc, sáu xúc, căn trần xúc chạm, mắt xúc trần, tai xúc thanh, mũi xúc hương, lưỡi xúc vị, thân xúc chạm và ý xúc pháp. Nhưng nguy hiểm nhất là nam nữ hai thân xúc chạm. Đây là nguồn chảy thành biển trầm luân sanh tử thế gian. Thân này là quả của dục nhiễm, rồi trong lúc có thân chúng ta lại tiếp tục tạo vô số các nhân mới để tạo quả vị lai. Hàng ngày yêu thích cái áo này, ký tên với cây viết này mới chịu. Làm việc với người mình hợp, chỉ thỏa mãn với món ăn mình thích. Chỉ nói chuyện hay email với người mình ưa. Những việc nho nhỏ đó đều biểu lộ chủng tử, lòng ái nhiễm, lòng tham ái của con gà hay bồ câu. Và ta cứ vô minh, vô tình hay cố ý tạo những hạt giống chủng tử đó. Thế nên bổn phận đầu tiên của người xuất gia là hộ sáu căn: hộ mắt đừng để thấy sắc ái nhiễm, hộ tai đừng để nghe tiếng bậy, hộ lưỡi đừng thốt lời ám muội, hộ mũi đừng ngửi hương son phấn, hộ thân đừng đam mê xúc chạm,
hộ ý, đừng để tư tưởng bất chánh khởi lên. Quán thân do bốn đại đất nước gió lửa giả hợp, không ta, không người, không thọ và không mạng. Sự xúc chạm là pháp không có, chỉ có sự có mặt hai duyên căn trần. Rộng quán sát sẽ thấy tất cả vạn pháp đều không tự có, thật sự chỉ là sự có mặt của duyên. Ai am hiểu sự thật này là hiểu được Phật pháp. Không nhận thức được thật tướng của các pháp, không thấu đáo được chân tướng của chánh mình, không có chánh kiến là vô minh. Bà già mù vô minh vẫn ngự trị luân hoài cho tới bao giờ? Chúng ta chịu mở mắt theo ánh sáng giác ngộ của Như Lai. 7. Thọ. Hàng ngày chúng ta thọ cơm, thọ uống nước, thọ dưỡng khí, thọ hơi ấm mặt trời, rồi chấp thụ đất, nước, gió, lửa. Vô thường này là ta. Thân kiến là gốc tất cả tà kiến. Cho thân là ta, nên mỗi khi căng chạm cảnh, tâm liền thọ trần mà có vui, khổ. Tất cả chỉ có thọ ấm, vọng lãnh nạp, hư phát minh mà thôi. Thọ uẩn là yếu tố kích thích, trói buộc và sai sự chúng ta rõ ràng nhất. Thọ thì khổ vì có nhận lãnh là có khổ. Thọ thân này là thân riêng của ta, thọ tâm này là tâm riêng của ta, là cái thọ đầu tiên, để từ đó có những cái thọ khác. Nào là thọ cái ăn, thọ cái mặc, thọ cái ở, thọ sắc, thanh, hương, vị, xúc, thọ những cái làm ta thích thú, thọ những cái cần thiết, thọ những cái không cần thiết, rồi thọ những cái xa xỉ, thọ những cái thừa thải, vô ích vì thói quen, góp nhặt tham lam không thể bỏ qua. Mỗi chúng sanh, mỗi cuộc đời là một chuỗi những thọ nhận liên tiếp. Thọ cuộc đời là một trường đau khổ, khổ đế, tám khổ, còn nhiều nỗi khổ khác do thọ mà ra, như nhận được một cái quý thì nơm nớp sợ mất, lo giữ nhưng chắc gì còn với mình. Người giàu sợ mất của, người có địa vị sợ mất địa vị, người có người yêu sợ mất người yêu, người có danh vọng sợ mất danh vọng. Thọ thuận thì vui, thọ nghịch thì khổ. Thọ không thuận không nghịch thì si, đây là lạc thọ, khổ thọ và si thọ. Tóm lại, ba thọ đều khổ. Thân vô ngã, vọng thân vì bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tâm cũng vô ngã là vọng tâm, vì thọ tưởng hành thức, và thức là không. Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt, độc lập và tách rời. Chúng luôn đi đôi, quan hệ liên đới chặt chẽ, đồng xuất phát từ một tạng thức u mê, nhưng tài tình kỳ diệu. Hàng ngày sáu căn tiếp xúc sáu trần, thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành suy nghĩ và thức phân biệt. Ai cũng biết thọ chỉ là cảm giác nhân duyên sanh. Đã là cảm giác thì hẳn hư vọng. Nhân duyên sanh là trong chấp ngã, cho thân này là thật. Ngoài chấp pháp, cho sáu trần là thật. Ví dụ, mắt nhìn thấy một người thân thương, tâm vui, thọ lạc. Vui vì gặp thuận cảnh, đưa đến ái ngã. Nhìn ra vườn, thấy ai dẹp những chậu hoa dễ thương của mình, thì bực bội, khổ thọ vì chạm cảnh trái ý. Nhìn cảnh không buồn không vui, si thọ vì chấp có ta đang nhìn cảnh ấy. Nếu vui từ tâm ra, thì sao không thường vui? Nếu vui từ cảnh ra, thì can hệ gì đến ta? Rõ ràng, thọ trống rỗng hư vọng, không thật thể. Hàng ngày sáu căn tiếp xúc sáu trần, nuôi dưỡng ba độc tham sân si. Các tổ có tuệ giác nên bình thản,
gọi là xả thọ. Chúng sanh cho thọ là vui, nên càng thọ càng tốt. Đức Phật dạy thọ thì khổ. Một, hoại khổ, ta gọi vui, lạc thọ. Phật gọi là hoại khổ, vì vạn pháp tánh chất vô thường. Quá khứ đã qua, hiện tại đang mất, thấy vui chỉ là do pháp trần lạc tạ. Lạc tạ ảnh tử. Hai, khổ khổ, ta gọi khổ là khổ thọ. Phật gọi khổ khổ vì thân sanh, già, bệnh chết, đã khổ còn thọ thêm, cảnh khổ bên ngoài. Ba, hành khổ, ta gọi bình thường, không khổ không vui là si thọ. Phật gọi là hành khổ vì si mê, cho căn trần là thật, chấp ngã, chấp pháp càng luân thọ. Phật gọi là hành khổ vì si mê, cho căn trần là thật, chấp ngã chấp pháp càng hưng càng dày, thì quyết định chỉ đi đến tam đồ khổ báo. Thế nên cả ba thọ đều khổ. Thọ khổ là khổ vì tăng trưởng sân não, còn bình thường huân tập ngu si không tuệ, nên thọ si là khổ. Còn vui thì tăng trưởng lòng tham, lún sâu vào biển vô minh, khó nghĩ tới sự ngóc đầu ra, nên lạc thọ là khổ. Dòng sông là những giọt nước đang xê dịch. Thân thể ta là một dòng sông, vô biên tế bào đang chuyển biến. Tâm ta cũng là một dòng sông, các cảm thọ sanh diệt, diệt sanh không ngừng, theo sự hoạt động của sáu giác quan. Cảm thọ vui đưa đến tham luyến, khổ đưa đến chán bỏ. Mỗi cảm thọ đều kích thích tham và sân nổi dậy. Nay chánh niệm thì tình trạng bắt đầu thay đổi. Cảm thọ được diễn biến chiếu soi dưới ánh sáng của ý thức. Chánh niệm không nhận nó là ta nữa, không nói tôi ưa thứ này, tôi chịu thứ kia, tôi vui, tôi khổ. Kết quả đầu tiên là khôi phục lại chủ quyền. Do đây là cảm thọ đã mất đi ma lực của nó. Kết quả thứ hai là thấy được nguồn gốc của nó là vô minh, do chấp ngã, chấp pháp mà có cảm thọ. Kết quả thứ ba là biết tự tánh, nó hư vọng, không có bản chất, chỉ là những cảm giác sanh và diệt theo nhân duyên. Có khi tu tập cả chục năm qua rồi, mình vẫn chưa vô được những ý nghĩa này. Xin hãy suy nghĩ. Cả ngày gác gỏng, câu có, do nguyên nhân vì thức khuya thiếu ngủ. Đây là cảm thọ khổ, gốc từ sinh lý. Bị một người bạn hiểu lầm, bực tức, thọ khổ. Đây là gốc từ tâm lý. Đi về thấy ai bày trong phòng mình rác bẩn, đồ đạc lộn xộn bừa bãi, phát cấu. Đây là thọ khổ vì vật lý. Được khen ta vui, quán chiếu, khám phá ra căn bản thọ vui là từ ngã ái và lạc thọ này đưa đến ảo tưởng. Có tỉnh ra mới tránh được những tự hào, tự mãn, vô ích. Một khi lạc thọ ảo hóa tan biến, nhường chỗ cho những niềm vui lành mạnh, có tác dụng nuôi dưỡng giác ngộ, trưởng dưỡng thánh thai. Thế nên cảm thọ rõ ràng, bất định, khổ vui tùy theo bản chất mọi người. Bởi vậy Phật dạy vẽ minh họa sự xúc thọ như người bị mũi tên độc bắn vào mắt. Nếu người khôn thì rút ra, nhưng chúng ta cứ cắm mũi tên ấy tự đâm vào mình từ sáng đến chiều, ngày này sang ngày khác, cho nát thân ra. Nếu có ai hỏi thì rút ra đâm vào người khác nữa. Ví dụ có người nói vu oan cho ta, tức là bị một mũi tên đâm vào mắt, vào tim. Chúng ta đâu có chịu quên lời nói trái tai ấy đâu. Mỗi lần nhớ là một lần đâm sâu vào mắt. Chưa đủ, ta lại điện thoại hay email cho người ở Sa Đéc, Cà Mau, rồi Ấn Độ, Hoa Kỳ, vân vân, kể nỗi oan khổ của mình cho người khác nghe.
Thế là đưa tiếp những mũi tên khác đâm vào mắt người khác. Cứ thế, mỗi ngày chuyển không biết mũi tên đi để tự đâm vào mắt người, mà không biết lời thị phi đó là trò chơi của động và tĩnh, là làn sóng âm ba, là cái không có. Chỉ bậc thánh nhân xả thọ mới an ổn tinh thần, tìm được sự thanh thản mát mẻ. Một thiền sư nói rằng thị phi rơi rụng như hoa sớm, để lòng lạnh băng với gió sương. Hàng ngày quán chiếu thân tâm và cảnh đều giả nên an định tinh thần. Nhiều mũi tên có bay đến, nhưng cả các thánh nhân không nhận và không giữ. Thế là chúng tự gãy và rụng xuống như hoa rơi. Nếu không thế thì xuất gia vẫn sâu kết phiền não, gồng gánh trọn đời, kẻ hơn mua oán, thua ngủ không yên, hơn thua đều xả, tự tại bình an. Yêu tương tư là mũi tên cắm phập sâu nhất. Thương em mười kiếp vẫn chờ, trăm ngàn năm nữa vẫn thương em mà. Vì đưa đến tham đắm, dấn vào biển vô minh, cho nên đời đời kiếp kiếp ràng buộc gặp nhau hoài. Mũi tên này nhiều vị đọc tên tình ái. Ngạn ngữ pháp có câu: có ba loại người không sợ trời sập, là kẻ điên, kẻ say và người đang yêu. Vì những kẻ này bị tên cắm quá sâu, đắm nhiễm mà không màng gì đến sự nguy hại xung quanh. Tứ niệm xứ là kiện tướng để hàng phục vọng tưởng hay thọ tưởng ái nhiễm này. Chúng ta từ nhiều kiếp quay cuồng chỉ vì bốn đảo: một, thân bất tịnh mà cứ quý chuộng mê say cho là nơi nương tựa; hai, thọ thì khổ mà cứ khao khát những mong càng được nhiều càng hay; ba, tâm vô thường vọng tưởng mà cứ tin chắc là một phiến thủy chung sáng suốt; bốn, pháp không thật mà cứ cho hội sáu căn ngoại sáu trần chặn giữa là sáu thức là thật. Quán chiếu thuần thục mới không nô lệ sáu trần, khôi phục lại quyền tự do độc lập. Tứ niệm xứ dạy chúng ta dùng hơi thở quán chiếu sự có mặt của khổ vui, của tình cảm ái nhiễm, rồi từ từ điều phục. Hơi thở nhẹ nhàng an tịnh dần dần, thân tâm nhẹ nhàng an tịnh dần dần. Cứ như thế, chúng ta an tịnh hóa cả ba thọ ba tưởng, chánh kiến thấy rõ nguồn gốc, bản chất và hậu quả của những cảm thọ khổ vui, nên giải thoát được sự khống chế của nó. Đối trị thọ với chánh niệm, không nhận là mình, biết nguồn gốc thọ là vô minh, tánh nó là hư vọng. Quan trạch được khu rừng năm ấm sẽ được hưởng bình an thông thả, đi trong đời không bị dính mắc, là con đường niết bàn. Hãy quán có thọ thì có khổ, có lãnh thọ nhiều thì khổ nhiều, có lãnh thọ ít thì khổ ít. Đức Phật đã dạy: như nhiên để nó đến rồi đi, thọ mà không thọ. 8. Ái. Như người say rượu đã uống mấy chai rồi, say ly bì, mấy chai không nằm nghiêng ngả lăn dưới đất, trên bàn còn một chai để sẵn sắp sửa uống, và còn mấy chai nữa sắp hàng chờ đợi. Ý nghĩa bức tranh này cho ta biết khát khao thọ cảm vẫn vô tận trong lòng muôn thú, trong lòng chúng ta. Quá khứ cũng thọ ái dục, hiện tại vẫn thọ, và mãi mãi đến vị lai. Ái dục ngọt ngào khiến càng say sưa đắm đuối, mất chánh kiến, tri giác khởi liền sâu thọ, yêu thích tham luyến tiếp liền sâu thọ vui, ghét bỏ xa lánh tiếp liền khổ thọ. Do đó hết yêu đến ghét, hết ghét lại yêu.
cứ vậy triền miên, niệm niệm vọng tưởng. Thật ra, tưởng tức không vì rời đối tượng hiện tại và các pháp trần, nhớ về quá khứ, vị lai, tưởng quả tình không có, chỉ đối duyên tạm, chỉ đối duyên tạm có, duyên diệt, ảo tưởng liền tan. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy nghe hay biết đủ thứ, không bị che mờ, không bị chi phối. Tất cả hay dở, lành dữ đều bay qua như gió thoảng, như hư không. Được như vậy nên hết khổ. Lời nói tha thứ hư vọng chỉ là trò chơi động tĩnh, trò chơi của khí hơi, do không khí chuyển động làn sóng âm ba mà thính giác thần kinh tự biến ra âm thanh để phân biệt. Trí tuệ Bát Nhã, lời nói là gió thoảng, nên không bận lòng, không ôm không khí chuyển động đó để suy nghĩ rồi sinh oán ghét hay yêu thương. Thực hành sâu xa Bát Nhã không có nghĩa là chìm nghiệm trong đó, mà là tự tại không gián đoạn, tâm an định một phiến, tưởng uẩn không lúc nào bị chi phối, thế là hết khổ. Chúng ta khi đang quán thì tưởng uẩn trừng lặng, nhưng khi xúc sự vẫn nhận vọng tưởng là mình, thế là thực hành Bát Nhã chưa sâu, nên hễ đụng chuyện thì liền khổ. Ái bất nhiễm bất sanh ta bà, vì nhân ái nhiễm nên chúng ta hiện diện ở đây. Vì thế Đức Phật dạy ở khuyên xúc rằng, sự xúc chạm của nam nữ là nguồn chảy thành biến trầm luân sanh tử thế gian. Loại tình cảm được đề cập đến nhiều nhất trong các tác phẩm nhân loại đó là tình yêu nam nữ. Loại tình cảm được đề cập đến nhiều nhất trong các tác phẩm nhân loại đó là tình yêu nam nữ. Đây là loại tình cảm mãnh liệt hơn các loài tình cảm khác, bởi vì nó liên quan đến bản năng sâu kín của con người. Con người luôn muốn chiếm đoạt về mình mẫu người có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Đây là tâm lý vị kỷ, và tình nam nữ có sự thôi thúc âm thầm của hoạt động tình dục, một loại hoạt động gây khoái cảm xác thịt rõ rệt, nhất là duyên hệ lụy ràng buộc của nhiều đời, là nguồn máy để tạo ra bánh xe luân hồi quay chuyển. Nếu không có thiện căn sâu thẳm, không nguyện lực kiên cố, không có thiện tri thức hỗ trợ, thì tăng cũng như tục khó thoát khỏi lưới ái nhiễm này. Nhìn sâu vào tình yêu cũng chỉ là bản chất ích kỷ, tăng thêm ngã ái, ngã luyến. Người thương mình nên mình thương lại, và đây cũng là sự hưởng thụ của bản năng con người. Chính bản năng thích hưởng thụ đã thúc đẩy nam nữ tìm đến với nhau, và ngược lại, nó cũng thúc đẩy họ làm khổ lẫn nhau. Biết bao nhiêu vợ chồng gây gổ, đánh đập, ly dị, ngoại tình, nhưng ngược lại cũng có những cặp có tình thương chân chính của sự hy sinh độ lượng vị tha, thì tình yêu đó có thể bớt đi màu sắc bi quan của bản năng ích kỷ. Mặt trái của ái, yêu là ố, là ghét. Yêu ham điều này, chán ghét điều khác, nên thọ duyên ái ố. Ca dao Việt Nam có câu: thương nhau câu xấu bổ ba, ghét nhau câu xấu bổ, hay thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo. Yêu nhau yêu cũng nhớ, mà ghét càng nhớ hơn. Tâm vướng mắc dù thân không có cạnh nhau, nhưng vẫn mang nỗi không ưa trong lòng, ràng buộc khổ não đâu có chịu xả ra, mà càng nhớ thì càng si mê, càng mê thì càng khổ, càng khổ càng mê, cứ thế đi đến vô cùng. Có hai câu thơ:
vũ vô kiềm, tỏa năng lưu khách, sắc bốc ba đào dị nịch nhân. Mưa không có kiềm dây, nhưng có khả năng lưu giữ bước chân khách. Mỹ sắc không phải sóng ba đào, nhưng có thể dìm chìm kẻ anh hùng hào kiệt. Đây là sức mạnh của ái tình và lòng ái nhiễm. Kinh Pháp Cú có rất nhiều lời dạy của Đức Phật về lòng ái nhiễm, như dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh dùng kiếm tuệ đoạn gốc. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu khổ tự tiêu dần như nước giọt lá sen. Biết thân như bọt nổi, giác thân to huyện hóa, bể mũi tên mê ái, vượt tầm mắt tử thần. Người nhặt hoa dục lạc, tâm ái nhiễm mê cuồng, đắm say trong dục vọng, bị nô lệ tử thần. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là khổ. Những ai không yêu ghét, không có thể buộc ràng, luyến ái sanh ưu tư, luyến ái sanh sợ hãi. Ai giải thoát luyến ái, không ưu không sợ hãi, tham ái sanh ưu tư, tham ái sanh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không ưu không sợ hãi. Trong tương ưng từ vô thủy luân hồi, này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được chúng sanh trong thế gian này lại không lần nào làm cha hay làm mẹ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rất rõ về giới dục nhiễm này. Nếu chúng sanh lục đạo các thế giới, cái tâm không nhiễm ái, dục vọng không theo dòng sanh tử tiếp tục. Nếu tu theo pháp tam muội, cốt để ra khỏi trần lao. Nếu không trừ lòng ái nhiễm thì ra khỏi trần lao được. Dù có nhiều trí hiện tiền, đều không đoạn trừ lòng ái nhiễm thì không ra khỏi trần lao được. Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ lòng ái nhiễm thì cũng lạc vào ma đạo, hạng trên thành ma vương, giữa thành ma dân, dưới thành ma nữ. Các bọn ma này cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi Như Lai diệt độ, trong thế gian có nhiều loại ma này giả làm thiện tri thức, khiến cho các chúng sanh xa vào hầm ái kiến, bỏ mất con đường Bồ Đề. A Nan, nếu ông dạy chúng sanh tu pháp Tam Ma Đề, trước hết phải đoạn dục vọng trong tự tâm, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các đức Như Lai, Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu không đoạn lòng ái nhiễm tà hạnh mà tu thiền định, thì cũng như nấu cát nấu đá mà muốn thành cơm, dẫu trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng đá nóng. Vì cớ sao? Vì đó là giống cát giống đá, không phải là bản nhân của cơm vậy. Ông đem thân tâm cầu diệu quả của Phật, giàu được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dục vọng. Cội gốc đã thành tâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi. Còn đường nào tu chứng niết bàn, chắc phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống ái nhiễm, cho đến tính đoạn cũng không còn nữa, thì mới trong chứng quả Bồ Đề của Phật. Như lời tôi nói đây gọi là lời của Đức Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần là ma ở trên cõi trời dục giới, hay phá hoại bậc tu hành bằng hình thức hiện mỹ nữ, hay dùng danh lợi để lung lay chí nguyện người tu hành. 9. Thủ. Tâm đã có thủ chấp, yêu ghét đã có quyết định, thì hăng hái tạo nghiệp. Nên Phật dạy vẽ một người đang cố vươn mình lên để hái trái.
có thể quả độc hay quả lành. Không biết xả đi để tìm an vui tinh thần bởi lòng tham ái càng ngày càng thấm, càng nhiều nên bôn ba theo đuổi tìm kiếm khắp nơi, giáp xứ để tiến thủ lấy công việc làm ăn ở và lo bảo thủ lấy tên tuổi công danh, sự nghiệp người thương vân vân. Nên nói ái duyên thủ, đã yêu muốn sự chi thì nó chuyển theo, thì nó truyền leo đến để bám giữ ái và thủ. Con người là năm thủ ẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nghĩa là có thói quen tự cột chặt vào năm ẩn. Bao nhiêu tạp khí vô minh đều nhận là tôi, thân tôi khổ, tôi vui, tôi ưa thích, tôi nóng tánh, vân vân. Nên cứ bị kích thích tạo nghiệp. Gốc khổ không phải ở năm uẩn, mà ở chỗ cứ vơ lấy năm uẩn nhận làm mình. Nếu giác tỉnh, bình tĩnh, sáng suốt, không thụ chấp thì năm thứ mê này sẽ tan dần. Muốn tỉnh giác phải vâng theo lời Phật, tu theo các pháp. Quán sắc ấm là kiên cố vọng tưởng, thọ ấm là hư minh vọng tưởng, tưởng là dung thông vọng tưởng, hành ấm là ưu uẩn vọng tưởng, và thức ấm là vi tế tinh tưởng. 10. Hữu. Hễ có thủ chấp liền tạo nghiệp, nên vẽ một thiếu nữ mang thai. Tạo nghiệp là gieo vào tạng thức một cái nhân, để ngày mai có quả báo trong sáu nẻo luân hồi. Như cái thai là nhân, sau này có hài nhi. Giữ năm giới là nhân sanh về cõi người, mười thiện là lên cõi trời. Có thêm điều thiện, có thêm thiền định thì lên sắc và vô sắc giới. Tất cả những hành vi thiện lành mà không có trí tuệ bát nhã soi sáng đều có một năng lực tiềm ẩn để trổ quả trong tương lai, kéo dài hành trình sanh tử. Nghĩa là khi chúng ta làm một Phật sự hay phước thiện gì mà không quán tam luân không tịch, ta không, người không và sự bố thí này là không, hay quán đây diệu dụng để trang nghiêm biện phước bồ đề, mà thường chúng ta muốn hướng quả của việc thí đó thì chúng ta sẽ được quả. Do đó chúng ta cứ đi lên để hưởng phước thiện ở cõi trời, người và Atula, nhưng cũng có khi đi xuống để đền nợ, trả oán, chịu quả ở cõi địa ngục hay ngạ quỷ và bàn sanh. Do đó, bánh xe luân hồi lăn hoài từ vô thủy, không chỗ bắt đầu mà không gián đoạn đến vô chung, không chỗ kết thúc. 11. Sanh. Vẽ đứa trẻ sơ sanh từ bụng mẹ sanh ra, đã có thân hình, ắt có sợ hãi, có già bệnh. Đây là một ổ phiền não, đây là nguồn gốc của tất cả khổ đau. Vũ trụ là một cơ thể sống thống nhất với nhau, trong đó mọi vật thể đều dường như có một sức sống thầm kín ẩn giấu bên trong, dù đó là chất hữu cơ hay vô cơ, nghĩa là vô tình hay hữu tình. Tất cả đều theo quy trình sanh trụ, dị và diệt. Ngay cả sự hủy diệt của một hành tinh cũng chỉ là sự sinh hóa kế tiếp theo sau của vũ trụ. Ngay cả một chiếc lá vàng rơi rụng, một gốc cây khô già cỗi, một bô lão nằm xuống cũng không nằm ngoài tiến trình sống của nhân loại và vạn hữu. Tất cả đều sống và đều sinh hóa vô tận. Krishnamurti, nhà văn và triết gia Ấn Độ đã nói rằng: sáng nay hoa lá vĩnh viễn, vượt thời gian và tư tưởng, bao dung tình yêu và niềm vui. Hoa sẽ chết đi chiều nay, nhưng ẩn tàng sự sống. Cánh hoa nào cũng sẽ rơi, nhưng rơi trong sự sanh khởi. Trong vòng quay của hữu tình và vô tình, sự sống được biểu hiện rõ nét nhất nơi đời sống của sinh vật, qua quá trình giao phối của hai giao tử đực và cái, nam và nữ, cha và mẹ,
để cho ra đời những giống con tiếp tục duy trì chủng loại đó gọi là sanh. Nếu định nghiệp sắp làm con trai thì trung ấm thân, giấy niệm thương mẹ. Nếu là con gái thì giấy niệm thương cha, nhân lòng yêu làm hạt giống, nạp tưởng điên đảo nên thai để gá vào mẹ. Khi thần thức hoan hỷ với lúc cha mẹ đang giao hợp, ba hơi nóng hay điểm này, cha mẹ trung ấm này nhập cục với nhau như một điểm hồ đặt ở trong tử cung. Thức ấy là tinh thần, tinh cha huyết mẹ là vật chất. Bây giờ trong bào thai có ba nguyên tố: một, mạng sống có kỳ hạn của thai sanh; hai, hơi ấm của ba lửa cha mẹ thần thức lẫn giữa khối tinh huyết ấy kêu là nhất điểm chân dương; ba, thức tánh biết tánh Phật mà khi cuộc vào thân người thì gọi là thức A Lại Gia. Khi đầu thai, thức này đến trước nhất, rồi lần hồi nảy sanh bảy thức kia: 12, lão, bệnh và tử. Chết là cái chắc chắn đến với mỗi chúng ta, nhưng khi nó đến vẫn mang cho chúng ta một nỗi bàng hoàng, một sự đau buồn to lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng là một sự cảnh tỉnh chúng ta rằng mạng sống con người thật ngắn ngủi, không thể đoán trước được và thật mỏng manh. Chết là tiếng gọi chung từ tử thần, là một định nghiệp chung và là mẫu số chung cho tất cả chúng ta. Chết nhắc cho chúng ta về bản chất phù du của mạng sống ngắn ngủi, khiến ta phải suy nghĩ lại về mình và khuyên chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Đừng lãng phí thời gian theo đuổi những thứ tầm thường, theo những hoạt động vô tích sự, những lời nói sáo rỗng, những bảo thủ ngu dốt, những sở hữu vật chất tầm thường, vân vân. Vì những cái này kết cuộc chỉ gây đau khổ cho chúng ta. Khi linh hồn chúng ta đi ra khỏi thế giới này thì những sở hữu, những thành tựu, những danh tốt, tiếng thơm đều trở thành vô dụng. Chỉ có bản chất đạo đức con người mới có thể tồn tại. Chỉ có tánh chánh trực, lòng tốt, kiên nhẫn, trí tuệ và sự hy sinh hết lòng vì người khác là còn mãi. Hãy tu tập những phẩm tánh cao thượng này thì cái chết đến sẽ là một sự ra đi nhẹ nhàng, là một sự hoàn thành lớn và không có gì để sợ hãi. Chết sẽ là sự hoan hỷ, nên đánh vang tiếng trống vui mừng vì ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Sanh tử đã hết, gánh nặng đã đặt xuống, những việc cần làm đã làm xong, không còn gì nữa. Đức Phật đã dạy đối trị lòng tham ái bằng hạnh đầu đà và quán về cái chết, cửu tưởng quán, thấy mình là một xác chết, một tử thi, một cô gái trẻ đẹp đi qua kia chỉ là những bộ xương bọc thịt, phủ lớp da sức dầu thơm, bản chất là 32 thể đang chuẩn bị hóa giòi muỗng nát trở về với cát bụi. Niệm thân để đối kháng lại chỗ thấy biết rất sai của mình. Cháu đưa đám ông, con đưa đám cha, cứ thế nối dòng đào hố vô thường, kiếp kiếp đời đời không thay đổi tri kiến, không thay đổi lối sống. Tập thấy cơ thể ta và người chỉ là những tập hợp vô thường đầy khốn khổ. Do đây giải thoát khỏi những hiểm nguy của tham ái, nghĩ đến cái chết, đến sự hủy diệt, ta sẽ không quyến luyến cuộc đời. Do đó tâm được hoan hỷ và định tâm. Bởi biết sự vật đúng chân tướng của nó, ta không bị ràng buộc. Nếu chúng ta không quán cái chết và tính tất nhiên của nó, chúng ta sẽ không có sự chuẩn bị. Chúng ta sẽ trở nên mất chánh niệm khi cái chết đến, nhất là đối với người thân trong gia đình, bạn bè hay chính bản thân của chúng ta.
Vì vậy, hãy chuẩn bị hành trang tâm lý cho cái chết thanh bình. Để đời sống của chúng ta chạy theo vật chất, thì chúng ta sẽ chết trong âu lo và tiếc nuối. Ngược lại, nếu chúng ta sống hết lòng, phục vụ mọi người với tấm lòng từ bi, thì chúng ta có thể chết với tâm an ổn, hạnh phúc. Thế nên, phương pháp tốt nhất chuẩn bị cho sự chết là hãy sống một đời sống tận tụy, phục vụ con người với trọn vẹn lòng yêu thương của mình. Phần đông chúng ta bị nghiệp và các thứ cảm xúc ngăn che, không cho thấy bản tánh, những hành nghiệp tiếp tục trói buộc chúng ta vào vòng sanh tử, không cùng tận. Bởi thế, mọi sự đang bấp bênh, tùy thuộc cách ta đang sống, suy nghĩ ngay giờ phút này. Nếp sống hiện tại của ta có ảnh hưởng đến suốt kiếp vị lai. Đó là lý do cấp thiết khiến ta phải chuẩn bị con đường của mình với thái độ thông minh, cần tránh thảm kịch. Quay tròn trong 12 nhân duyên của kiếp sống này là thời gian và nơi chốn duy nhất cho ta chuẩn bị. Ta chỉ có thể thật sự chuẩn bị bằng cách trở về chân tâm. Tổ Liên Hoa dạy, đời người ngắn ngủi, đâu có thời giờ để tâm lang thang, cần thầy nghe quán tưởng, không sao lãng. Để cầu giác ngộ, có ba dụng cụ là văn, tư, tu, có thể giúp chúng ta thấy được sự thật, ta là ai, và thể hiện niềm vui giải thoát, gọi là trí vô ngã. Sống và chết là một chuyện tiếp. Đức Phật không can thiệp vào con đường đi của nghiệp lực. Đức Phật chỉ giảng về cơ cấu và tác động của nó. Nguồn gốc của tái sanh là tham sân si, mà tham sân si được vẽ trên nền sanh hư vọng, nghĩa là huyện hóa không có. Vì thế nhà thiền gọi là không gốc, vốn từ không gốc, từ không mà đến, lại từ không mà đi. Ta vốn không đến đi, tử sanh làm gì lụy. Thiền sư Như Trừng Long Giác: sanh tự, sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Thiền sư Hưng Hải: Đức Phật dạy chúng ta có năm pháp bất định là: một, mạng sống bất định. Mạng sống là tuổi thọ, chất ấm. Thức thứ 8 duy trì mạng căn là năm uẩn, là 6 căn, 6 thức hoạt động. Nó bất định vì chúng ta không biết khởi thủy của nó khi nào và chung cuộc khi nào. Nó không chủ thể, nó muốn không sinh hoạt nữa thì không sinh hoạt nữa, gọi là mạng sống đã dừng. 2. Bệnh tật bất định, do vi khuẩn nhập vào. Do vi khuẩn nhập và theo đạo Phật là tứ đại khi hòa. Khi không hòa khiến cho thân thể khi khỏe, khi bệnh bất định. 3. Thời gian bất định, thời gian là sự biến dịch và vận hành, thay đổi. Ngày đêm sáng tối, quá khứ hiện tại và vị lai không dừng và không định lại một chỗ. Thời gian như ngựa ruổi, trần thế như mây mờ. Đức Phật tiết kiệm tối đa, dù chỉ một phút, vì chết có thể đến bất cứ lúc nào. Đối với người hiểu đạo thì thời gian là phương thuốc nhiệm màu để cảnh tỉnh vô thường, bồi dưỡng tẩm bổ trí tuệ và kết quả hoa hương. 4. Chết bất định, muốn chết là chết, không theo ý mình cho nên bất định. Có khi thật trẻ, có khi trung niên và có khi già mới chết. Có khi do bệnh mà chết, do tai nạn, và có khi không có nguyên nhân gì cả cũng lăn đùng ra chết. Chúng ta sanh một nơi, trú một nơi hay nhiều nơi và chết thường khó định là nơi nào. Có thể là núi rừng hoang vắng, cao nguyên lộng gió, đại lộ, xe cộ, sông suối biển khơi, nơi chôn nhau cắt rốn, mồ mả tổ tiên, chùa chiền tự viện,
Chết là sự gián đoạn một kiếp người, gián đoạn của một hơi thở, mà hơi thở thì rất mỏng manh. 5. Nơi sanh bất định. Đây là cảnh giới tái sanh bất định, chứ không phải bệnh viện chọn để sanh, bệnh viện chọn để sanh con. Là cảnh giới hiện diện sau khi chết. Chết không phải là hết, mà là một giai đoạn chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Con người chỉ rời bỏ thể xác này đến một cảnh giới khác, cứ thế mà làm nhân, làm quả quyện nhau, khiến bánh xe quay liên tiếp không dứt trong vòng luân hồi. Cái chết và sống làm duyên cho nhau, chết nơi này, sanh nơi khác. Chúng sanh có mặt ở một nơi thì cùng một lúc cũng có một chúng sanh vắng mặt ở một nơi. Có khi chết sanh lại chỗ cũ cũng có. Muốn biết nghiệp tái sanh của mình, hãy nhìn nghiệp hiện tại của mình. Mạng sống vốn bấp bênh, thân người luôn bệnh hoạn, thời giờ không ngừng bức bách, nơi chết lại vô chừng, chỗ tái sanh thì bất định. Hãy sống, thu thúc giới hạnh và thanh tịnh. Sơ đồ 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên, cái nhân làm duyên cho quả, quả làm nhân cho duyên, tạo thành sâu chuỗi luân hồi vô tận mà sự sống và cái chết từ thiên thu đã không ngừng tái diễn. Nếu chia theo nhân quả truyền níu của quá khứ, hiện tại, tương lai và hoặc kiếp khổ thì vòng 12 nhân duyên được hiểu như sau: hai nhân vô minh, vọng hoặc che tối, hoặc quá khứ hành vọng dấy nên ba nghiệp hiện hành chẳng dừng, gọi là nghiệp. Năm quả thức, hạt giống nghiệp phát sanh ra thức. Hiện tại thức là biết đối cảnh để phân biệt. Nghiệp thức là nghiệp quả, một nghiệp khổ danh sắc. Thức tâm là danh, năm căn là sắc, lục nhập, sáu căn đều đủ. Tùy theo căn thì trần nhập vào căn nấy. Xúc căn nào đối trần nấy sanh xúc, thọ căn xúc trần thọ tốt xấu. Bốn thứ này chỉ về sắc thân và sự cảm thọ của sắc thân trong sanh tử nên thuộc khổ. Ba nhân: ái, bởi lãnh thọ sanh, ái hiện tại. Thủ, vì tham ái đắm nhiễm nên theo đuổi kiếm tìm, là ái nhiễm đắm trước nên thuộc về. Hoặc hữu, do theo dõi mong cầu nên gây ra các nghiệp hữu lậu. Hai quả sanh, vì đã có nghiệp nhân tất phải vị lai, với lấy cái thọ sanh đời sau. Đây là cái hành của thân khẩu ý nên thuộc nghiệp. Già, bệnh chết, đã có sanh thân tức chịu cái khổ của bệnh lão tử. Đây là sự thọ quả trong sanh tử nên khổ. 12 nhân duyên, tùy ý đoạn được một cái nào thì các cái kia đều tan rã. Hễ nhân đoạn thì không còn hạt giống nữa, hễ duyên đã đoạn thì không còn cảnh phụ trợ. Đức Phật kết vòng 12 nhân duyên như sau: hai pháp có thể biết và phải thông suốt là danh và sắc. Hai pháp có thể biết và phải tận trừ là vô minh và ái dục. Hai pháp có thể biết và phải thực tập là giới và định. Hai pháp có thể biết và phải chứng ngộ là giải thoát và trí tuệ. Trích sách Vòng Luân Hồi của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.